436 Chuyện Cái Hộp Tiền thân Sa Ga Kìa đến từ đâu các bạn ta? Vân vân Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc chú tại kỳ phiên về một tỷ kheo có tâm hướng đến thế tục. Chuyện kể rằng Bậc đạo sư hỏi Có thật vị ấy đang tham đắm thế tục chăng và khi ông thú nhận đúng như vậy ngài bảo này tỷ kheo tại sao ông ham muốn nữ nhân nữ nhân thật là độc ác vô ơn ngày xưa các ác quỷ asura atula nuốt nữ nhân vào bụng và dù canh giữ nữ nhân trong bụng chúng cũng không thể làm cho nữ nhân trung thành với một nam nhân được vậy thì bằng cách nào ông sẽ có khả năng làm chuyện ấy. Rồi sau đó, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát từ bỏ tham dục lạc thế gian và vùng tuyết sơn theo đời tu tập. Ngài ở đó sống bằng quả rừng và phát triển các thắng trí cùng các thiền chứng. Không xa thảo am của ngài có một ác quỷ Asura, Atula. Thỉnh thoảng nó đến gần bậc đại sĩ và nghe pháp, nhưng vẫn đứng trong rừng trên xa lộ, nơi có nhiều người tu tập. Nó bắt họ và ăn thịt. Thời ấy có một nữ nhân quý tộc ở quốc độ Kasi, cực kỳ diễm lệ, sống ở một làng biên địa. Một hôm nàng đi thăm cha mẹ và khi trở về ác quỷ này thấy bọn người theo hộ tống nàng liền hóa hình khủng khiếp nhảy vào họ bọn người này đánh rơi khí giới cầm trong tay và chạy trốn ác quỷ thấy gia nhân ngồi trên xe ngựa đâm ra say mê nàng liền đem nàng về hang làm vợ từ đó ác quỷ đem cho nàng bơ sữa gạo cá thịt và các món ăn khác cùng trái cây để ăn và điểm trang nàng với đủ thứ y phục, châu báu. Để canh giữ nàng cho an toàn, nó đặt nàng vào một cái hộp rồi nuốt vào bụng và giữ nàng trong bụng. Một hôm, nó muốn tắm, liền đến hồ nước kéo hộp ra và đem nàng ra ngoài. Nó tắm rửa, xoa dầu thơm cho nàng và khi đã mặc xiêm y cho nàng xong, nó bảo, nàng hãy vui chơi dây lát ngoài trời. Rồi không nghi ngờ có sự nghi hại nào, ác quỷ đi hơi xa để tắm. Vừa lúc ấy, chàng con trai của Va Du, một tà thuật sư, đeo kiếm bên lưng, đang du hành trên không. Khi nàng thấy y, nàng đưa tay theo kiểu làm dấu hiệu cho y đến gần tà thuật sư liền đáp xuống đất sau đó nàng đặt y vào hộp rồi ngồi lên đó đợi ác quỷ asura đến trước khi nó bước lại gần chiếc hộp nàng mở hộp ra và bước vào nằm trên vị tà thuật sư lấy xiêm áo của nàng phủ lên người y ác quỷ asura đến nơi không quan sát kỹ chiếc hộp cứ tưởng chỉ có cô nàng nên lại nuốt hộp vào bụng và trở về hang. Trong khi đi đường, nó suy nghĩ. Đã lâu lắm từ khi ta thăm vị ẩn sĩ khổ hạnh. Hôm nay ta muốn đi đành lễ ngài. Còn ngài đã thấy nó từ đằng xa, biết rằng có hai người trong bụng ác quỷ. Nên ngài ngâm vần kệ đầu, bảo nó. Một Kìa đến từ đâu các bạn ta? Chào mừng ba vị đến thăm nhà. Vui lòng ở với ta dây lát. Ta chắc các ngươi sống thuận hòa, hạnh phúc vì lâu ngày chẳng thấy vị nào qua lại trốn đường xa. Khi nghe vậy, ác quỷ Asura suy nghĩ, ta đã đến đây một mình để thăm vị khổ hạnh này và ngài lại nói có ba người. Ý ngài muốn ám chỉ gì vậy? Ngài nói vì biết rõ hiện trạng mọi việc, hay ngài hóa điên và nói nhảm nhí. Sau đó, nó đến gần ngài kính cần ngồi một bên và ngâm vần kệ thứ hai đàm đạo với ngài. Hai, tôi đến thăm ngài chỉ một thân, chứ không người vật khác đi cùng cớ sao ngài nói thưa tôn giả kia đến từ đâu các bạn vàng tất cả ba người cùng đổ mặt hôm nay quả thật đáng chào mừng vị khổ hạnh này đáp ngươi có thật sự muốn nghe lý do chăng thưa vâng bạch thánh giả vậy hãy nghe đây ngài đáp và ngâm vần kệ thứ ba ba hãy biết rằng ngươi với vợ ngươi nằm yên trong hộp ấy là hai được canh phòng kỹ trong lòng kín chơi với va du tử thật vui khi nghe vậy ác quỷ asura suy nghĩ các tà thuật sư chắc chắn phải đầy các trò xảo quyệt giả sử hắn cầm kiếm trong tay và rạch bụng ta ra để trốn thoát thì sao và vô cùng hốt hoảng. Ác quỷ nhà chiếc hộp xa đặt trước mặt nó. Bậc đạo sư muốn làm sáng tỏ vấn đề. Với trí tuệ tối thắng của ngài, liền ngâm vần kệ thứ tư. 4. Ác quỷ vì gươm thấy hãi kinh, nhà ra chiếc hộp tự trong mình, đặt ngay xuống đất nhìn cô vợ, trang điểm vòng hoa thật đẹp xinh như thể cô dâu cùng chú rể va du tử nọ hưởng men tình chiếc hộp vừa được mở ra thì vị tà thuật sư niệm thần chú vừa chụp thanh kiếm vừa vụt lên không khi thấy vậy ác quỷ asura hài lòng vì bậc đại sĩ đến độ nó ngâm các phần kệ được gợi cảm hứng cốt để ca tụng ngài năm Thánh giả nhãn quang thấy rõ ràng Đám chìm hạ liệt bọn nam nhân Làm thân nô lệ cho nhi nữ Tôi giữ nó vào trong bụng luôn Như chính đời tôi Xong khốn nạn Nó chơi trò mất nết hư thân 6. Ngày đêm săn sóc nó canh chừng Như ẩn dĩ chăm chút lửa rừng Xong nó vẫn xa vào tội lỗi vượt ngoài vòng đạo lý công bằng dính vào nữ giới tất nhiên phải gánh chịu bao ô nhục cuối cùng 7. tưởng giấu trong mình chẳng thấy ai nó là sở hữu của riêng tôi song tên nó chính là dâm phụ nó phạm tội kia trái đạo trời liên lụy nữ nhân ắt phải chịu nhận bao ô nhục đến tàn đời. 8. Bọn Nam Nhi thật chỉ hoài công, địch với ngàn mưu trước nữ nhân, tin tưởng hộ phòng là chắc chắn, giống như vực thẳm cứ xuôi dần, xuống miền địa ngục bao chàng ngốc, nó đã lôi vào chỗ liệt vong. 9. Người tránh lối đường của nữ nhi, sống đầy hạnh phúc thoát sầu bi Thấy niềm cực lạc trong cô tịch Xa lánh hồng nhan phản bội kia Cùng với những lời này Ác quỷ quỳ xuống chân bậc đại sĩ Vừa tán thán ngài Vừa nói Bạch thánh giả Con đã được ngài cứu mạng Vì nữ nhân độc ác kia Con suýt bị tà thuật sư giết chết Sau đó Bồ Tát thuyết pháp cho nó và bảo, đừng làm hại nàng ấy, hãy giữ giới hạnh. Rồi Ngài an chú nó vào ngũ giới. Ác quỷ nói, dù con đã giữ nó trong bụng, con vẫn không thể giữ nó an toàn được. Vậy còn ai giữ được nó nữa? Vì thế, nó thả cho nàng đi, rồi trở về hang cũ trong rừng sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo có tâm thế tục đã đắc sơ quả, dự lưu. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị khổ hạnh có thần thông chính là ta. 437 Chuyện Chó rừng Phu Ti Mang Sa tiền thân Puti mang xa. Sao Puti lại ngó chừng chừng, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc ngụ tại kỳ viên về việc chế ngự dục tham. Có một thời, nhiều tỷ kheo không hộ phòng các căn môn. Bậc đạo sư bảo trưởng lão Ananda, ta phải giáo huấn các tỷ kheo này và do tăng chúng thiếu sự điều phục thân tâm. Ngài triệu tập các tỷ kheo lại, rồi ngồi trên bảo tọa được trang hoàng lộng lẫy. Ngài bảo các vị, Này các tỷ kheo, thật không chính đáng khi một tỷ kheo chịu sự chi phối của sắc đẹp cá nhân, tịnh tướng, khiến vị ấy sinh lòng luyến ái các đặc điểm thể chất hoặc tinh thần của con người. Vì giả sử, vị ấy chết ngay lúc ấy. Vị ấy sẽ bị tái sinh vào địa ngục, ác thú, đọa xứ. Vậy các ông đừng sinh tâm luyến ái các đặc điểm thể chất cùng các thứ tương tự như thế. Một tỷ kheo không nên để tâm đến các đặc điểm tinh thần hay thể chất. Những ai làm như vậy, ngay trong cảnh đời hiện tại này, đều bị hoàn toàn hủy hoại. Vì thế, này các tỷ kheo, con mắt tham dục cần phải được tiếp xúc với cái đinh sắt nóng đỏ mới có ích lợi. Đến đây, Ngài nói thêm chi tiết. Có lúc các ông cần quan sát tịnh tướng và có lúc các ông đừng quan tâm đến nó. Vào lúc quan sát tịnh tướng, đừng quan sát nó dưới ảnh hưởng của vật khả ái nhưng hãy quan sát nó dưới ảnh hưởng của vật bất khả ái. Như vậy, các ông sẽ không bị đọa lạc khỏi chú xứ chân chánh của mình. Và chú xứ này của các ông là gì? Đó chính là bốn thiền quán chân chánh, thánh đạo tám ngành và chín chú xứ siêu việt. Nếu các ông đi đúng trong lĩnh vực chân chánh này của mình, ác ma sẽ không tìm được lối vào. Song nếu các ông bị tham dục chi phối và quan sát sự vật dưới ảnh hưởng của tịnh tướng cá nhân như con chó rừng Puti Mang Sa thì các ông sẽ bị đọa lạc khỏi chú xứ chân tránh của mình. Và cùng với các lời này, Ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dưới triều đại Brahma quốc vương ở Ba La Nại. Hàng trăm dê rừng trú trong một hang núi, tại vùng rừng rậm trên sườn dãy tuyết sơn. Không xa chỗ ở của chúng, có con chó rừng tên là Puti Mang sống trong hang với vợ nó là Veni. Một hôm, nó quanh quẩn cùng vợ, rình rập bầy dê và suy nghĩ, ta phải tìm cách ăn thịt mấy con dê này rồi nhờ mưu mẹo, nó giết được một con dê. Cả hai vợ chồng nó nhờ ăn thịt dê trở thành lực lượng đẫy đà. Dần dần số dê giảm xuống. Trong số đó, có con dê cái khôn ngoan tên là Mela Mata. Dù nhiều mưu kế tài giỏi, chó rừng cũng không thể giết dê được. Nên lúc bàn luận với vợ, nó bảo, nàng ơi, tất cả bầy dê đã chết hết chúng ta phải bầy mưu ăn thịt dê cái này giờ đây là kế hoạch của ta nàng phải đi một mình làm thân với dê cái rồi khi niềm tin tưởng đã phát sinh giữa nàng và nó ta sẽ nằm xuống giả vờ chết sau đó nàng đến gần dê cái bảo bạn ơi chồng tôi đã chết tôi đang khốn khổ trừ bạn ra không có ai cả vậy hãy đến đây cùng tôi than khóc và chôn xác chồng tôi và cùng với những lời này nàng hãy đến đưa dê lại đây với nàng sau đó ta sẽ nhảy lên cắn cổ nó giết đi chó cái sẵn sàng đồng ý sau cuộc kết giao bằng hữu với dê cái khi lòng tin tưởng đã vững chắc nó nói với dê cái những lời do chồng nó đưa ra dê cái đáp bạn ơi cả họ hàng nhà tôi bị chồng nàng ăn thịt tôi sợ lắm tôi không dám đi đừng sợ gì cả chó chết rồi làm sao hại bạn được nữa chồng chị có ác ý lắm nên tôi sợ nhưng sau khi bị nài nỉ van xin mãi dê cái suy nghĩ chắc có lẽ nó chết thật rồi nên đồng ý đi với chó cái nhưng trên đường đi nó suy nghĩ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nên sinh lòng nghi ngờ nó bảo chó cái đi trước và đề phòng chó được rất tinh tế chó được nghe tiếng chân của chúng liền suy nghĩ con dê đến rồi nên ngẩng đầu lên và đào mắt nhìn quanh Dê cái thấy nó làm vậy, liền nói. Con chó khốn nạn, độc ác này, muốn dụ ta vào để giết ta. Nó nằm kia giả vờ chết. Dê cái quay đi và chạy trốn. Khi chó cái hỏi tại sao nó chạy trốn, dê cái ngâm vần kệ đầu, nêu lý do. Một. Sao Puti lại ngó chừng chừng, vẻ chó nhìn dê thật ghét căm. Với bạn thế, ta cần thận trọng và nên chạy trốn thật nhanh chân. Cùng với các lời này, dê quay đi và chạy thẳng về chỗ ở của nó. Chó cái không thể ngăn dê được, rất tức giận con dê và trở về bên chồng ngồi than khóc. Lúc ấy, chó dừng trách mắng vợ qua vần kệ thứ hai. 2. Veni, vợ dại, kém thông minh, lại khoe đã kết bạn thân tình. Bơ vơ trong bụi, ngồi than khóc, vì bị mê la phỉnh gạt mình. Nghe vậy, chó cái ngâm vần kệ thứ ba. Ba, chàng cũng chẳng khôn khéo tí nào. Ngu si, chàng đã ngẩng đầu cao. Trừng trừng, chàng mở to hai mắt. Dù giả vờ nằm chết đó sao? 4. Người nào khôn khéo đúng thời cơ, biết nhắm mắt và mở mắt to. Ai mở mắt nhìn không đúng lúc, như Putin nọ phải buồn lo. Đây là phần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Nhưng chó cái lại an ủi Putin mang xa và bảo, Chàng ơi, đừng bực mình nữa thiếp sẽ tìm cách mang dê lại đây và khi nó đến chàng hãy canh chừng và chụp lấy nó sau đó nó đi tìm dê cái và bảo bạn ơi bạn đến thăm thật ích lợi cho chúng tôi vì ngay khi bạn vừa xuất hiện chồng tôi đã hồi tỉnh và nay đã sống lại rồi xin hãy đến nơi nói chuyện thân tình với chàng nói xong nó ngâm vần kệ thứ năm năm tình bạn trước đây hãy phục hồi xin đem bát cháo đến nhà tôi chồng tôi tưởng chết nay hồi tình hãy viếng chàng thăm hỏi thật vui dê suy nghĩ con chó cái khốn nạn độc ác này lại muốn dụ dỗ ta ta không nên hành động như một kẻ thù lộ diện mà ta sẽ tìm cách đánh lừa nó dê liền ngâm vần kệ thứ sáu sáu tình bạn cũ nay muốn phục hồi ta đem bát cháo dạ mừng vui với đoàn hộ tống ta đi đến ăn tiệc tưng bừng nhanh bước thôi sau đó chó cái hỏi thăm đoàn hộ tống của dê và ngâm vần kệ thứ bảy bảy những ai hộ tống bạn bên mình để đãi bạn tôi phải nhiệt tình danh tánh những người thăm hỏi đó. Xin cho tôi biết thật chân thành. Dây ngâm kệ thứ 8 Đáp lời 8. Chó săn nâu xám, bốn mắt lồi Hình quỷ, giam bu, hộ tống tôi Thôi hãy về nhà, mau sửa soạn Rồi rào yến tiệc để chào mời Nó còn nói thêm mỗi chó hình quỷ này được 500 chó khác hộ tống. Do vậy, ta sẽ có một đoàn tùy tùng cả 2.000 con chó canh giữ. Nếu chúng không thấy thức ăn, chúng sẽ giết luôn bạn và chồng bạn để ăn thịt đấy. Nghe vậy, chó cái kinh sợ, đến độ suy nghĩ. Ta đã chán ngán việc nó đến thăm nhà ta rồi. Ta sẽ tìm cách ngăn nó đến rồi chó cái ngâm kệ chín đừng rời nhà bạn kẻo ta e đồ đạc sẽ nhanh chóng mất đi ta sẽ đem lời dê nhắn gửi đứng yên đừng nói nữa ta về cùng với những lời này chó cái ra sức chạy vội vàng để tự cứu mạng và đem luôn cả chồng nó chạy theo rồi từ đó chúng không bao giờ dám trở lại chỗ ấy nữa. Bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nhận diện tiền thân. Thời ấy, ta là vị thần sống tại rừng ấy trên một cây cổ thụ. 438 Chuyện con gà gô Tiền thân tít ti Nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ, vân vân bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú ngụ tại núi linh thứ về dự định của devadatta mưu sát ngài chính vào thời ấy tăng chúng bắt đầu thảo luận tại chánh pháp đường này các hiền giả than ôi devadatta thật là hạ liệt và vô liêm sỉ biết bao vị ấy kết hợp với thái tử asata satu lập mưu sát hại Đức Phật tránh đẳng giác bằng cách mua chuộc bọn xạ thủ, lăn đá xuống đồi và thả lỏng con voi Nalagiri. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận việc gì lúc hội họp. Và khi nghe kể đề tài câu chuyện, Ngài bảo không phải chỉ bây giờ mà xưa kia nữa, Devadatta cũng mưu giết ta song cũng không thể làm gì cho ta kinh hãi được. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, có một giáo sư danh tiếng lừng lẫy thế giới tại Ba La Nại dạy các học thuật cho năm thanh niên Bà La môn. Một hôm vị ấy suy nghĩ: bao lâu ta còn ở đây? ta sẽ gặp trở ngại cho đời tu hành và các đồ đệ ta cũng không hoàn thành việc học của họ ta muốn về ẩn dật trong thảo am trên sườn núi tuyết sơn và dạy học ở đó vị ấy báo tin cho các đồ đệ bảo họ đem mè gạo say dầu y phục đại loại như thế rồi đi vào rừng dựng thảo am ở cạnh xa lộ mỗi vị đệ tử đến tự xây một thảo am cho mình thân quyến họ gửi gạo và các thứ kia còn dân làng bảo nhau người ta đồn một vị danh sư đang sống nơi kia trong rừng và thuyết giảng kiến thức học thuật liền đem quà lúa gạo đến tặng các người kiểm lâm cũng tặng quà lại có một người tặng bò cái và bê con để chư vị lấy sữa bấy giờ có một con tắc kè cùng hai con nó đến ở trong lều vị giáo sĩ và một con sư tử cùng một con cọp hầu hạ vị ấy một con gà gô cũng thường xuyên ở tại đó và do nghe giáo sư dạy thánh kinh cho đệ tử con gà dần dần hiểu ba tập vệ đà các bà la môn trở nên thân thiện với gà gô về sau trước khi các thanh niên này đạt tinh thông các học thuật thì vị giáo sư mất các đệ tử đem thi hài thầy hỏa thiêu dựng một mô cát lên chỗ để cho vừa than khóc vừa trang hoàng nơi ấy đầy đủ các loại hoa thấy vậy gà gô hỏi tại sao họ khóc họ đáp thầy chúng ta đã mất trong khi việc học của chúng ta chưa hoàn mãn nếu chuyện là thế thì các vị đừng lo buồn nữa tôi sẽ dạy các vị kiến thức ấy làm sao gà biết được tôi thường nghe giáo sư của các vị trong lúc giảng dạy các vị nên đã học thuộc lòng ba tập vệ đà rồi thế gà hãy truyền cho chúng tôi những gì gà đã học thuộc lòng nhé gà đáp nào lắng nghe đây rồi gà thuyết giảng mọi điểm khúc mắc cho họ dễ dàng như người đưa nước suối từ núi cao xuống các thanh niên bà la môn vô cùng hân hoan và thu thập kiến thức từ con gà gô thông thái này con gà gô đậu trên chỗ giáo sư danh tiếng ấy thường ngồi và thuyết giảng về chi kiến vệ đà các thanh niên làm cho gà chiếc lồng vàng và buộc một tấm ván qua đó. Cung cấp cho gà đủ mật ong, gạo ngũ cốc giang trong chiếc đĩa vàng. Lại còn tặng đủ thứ hoa có màu sắc rực rỡ. Và tỏ vẻ vô cùng tôn kính gà cô. Tiếng đồn vang dậy khắp diêm phù đề, Ấn Độ, rằng một con gà gô rừng đang dạy thánh kinh cho 500 thanh niên bà La Môn. Vào lúc ấy, dân chúng mở lễ hội lớn tụ tập cùng nhau trên đỉnh núi. Cha mẹ các thanh niên này gửi lời nhắn các con đến xem lễ hội. Họ liền kể chuyện con gà gô, rồi ủy thác gà gô cùng thảo am của họ cho tắc kè chăm nom và họ ra đi đến nhiều kinh thành. Lúc ấy, một vị khổ hạnh lõa thể độc ác du hành đây đó bước vào chốn này. Khi thấy vị ấy con tắc kẻ đến nói chuyện thân thiện và bảo Ở chỗ này, chỗ kia, Ngài sẽ thấy gạo, dầu và các món khác. Hãy nấu cơm và ăn uống no nê. Nói xong, nó ra đi kiếm mồi. Sáng sớm, kẻ ác kia nấu cơm và giết luôn hai tắc kẻ con ăn thịt là một món ngon lành. Đến trưa, y giết và ăn thịt luôn con gà gô thông thái và con bê. Đến chiều tối, y vừa thấy con bò về nhà, liền giết nó luôn để ăn thịt. Rồi y nằm ngủ, ngáy vang dưới gốc cây. Xế chiều, tắc kè trở về thấy vắng hai con, liền đi quanh tìm chúng. Một vị thần cây quan sát tắc kè đang run rẩy toàn thân vì không tìm được các con thơ liền dùng thần lực đứng trong bọng cây và nói Này tắc kè, đừng run nữa. Các con nhỏ ấy cùng gà gô, bê con và bò cái đều bị kẻ độc ác này ăn thịt rồi. Hãy cắn vào cổ cho nó chết đi. Vị thần vừa nói chuyện như vậy với tắc kè, vừa ngâm vần kệ đầu. Một, nó đã ăn tươi bọn trẻ thơ dù con cho nó thật nhiều quà, răng con hãy cắn sâu vào cổ, đừng để ác nhân trốn thoát ra. Sau đó tắc kè ngâm hai phần kệ. Hai, thân tâm của nó tạo bùn nhơ, chẳng khác áo người giữ trẻ thơ. Tôi e toàn thể thân mình nó chống đỡ răng tôi mạnh lắm mà. Ba lỗi lầm kẻ hạ liệt vong ân đều thấy khắp nơi thật rõ ràng tâm nó chẳng bao giờ thỏa mãn với bao tặng vật của trần gian tắc kè nói xong suy nghĩ kẻ này sẽ thức dậy và ăn thịt ta nó liền trốn đi để cứu mạng mình bấy giờ sư tử và cọp rất thân thiết với gà gô thỉnh thoảng Chúng thường đến thăm gà gô và đôi khi gà gô cũng bay đi thuyết pháp cho nó. Hôm ấy, sư tử bảo cọp, "Chúng ta đi thăm gà gô đã lâu rồi, chắc cũng đã 7-8 ngày. Vậy bạn hãy đi đem tin tức của gà về đây." Con cọp thỏa thuận và đi đến nơi, đúng lúc con tắc kè đã chạy trốn. Nó thấy kẻ gian ác ấy đang ngủ trên các bện tóc của y thấy có vài cái lông gà và gần đó lại có đống xương bò cái và bê con cọp chúa trông thấy cảnh ấy lại thiếu gà gô trong lồng vàng liền suy nghĩ các con vật này chắc đã bị kẻ ác nhân này giết hết rồi nó đá mạnh thức y dậy khi thấy cọp y vô cùng sợ hãi rồi con cọp hỏi có phải ngươi giết và ăn thịt các con vật này chăng tôi chẳng giết cũng chẳng ăn thịt chúng kẻ khốn nạn độc ác kia nếu anh không giết chúng thì hãy nói cho ta biết ai khác giết nếu anh không nói anh phải chết đấy sợ nguy đến tính mạng y đáp vâng thưa ngài tôi đã giết và ăn thịt các con tắc kẻ con bò cái và bê con. Xong tôi không giết con gà gô. Mặc dù y cứ phản đối mãi, cọp cũng không tin y và bảo. Anh từ đâu đến đây? Tâu ngài, trước đây tôi bán hàng rong để kiếm sống ở xứ Kalinga. Và sau khi thử bán vài món xong, thì tôi đến đây. Nhưng sau khi người ấy đã kể hết mọi việc y làm con cọp bảo Này ác nhân kia Nếu anh không giết gà gô Thì còn ai khác làm việc đó Này Ta sẽ mang anh đến trước sư tử Chúa Sơn Lâm đấy Thế là cọp ra đi Dẫn theo kẻ ấy trước mặt Khi sư tử thấy cọp mang y đến Nó liền ngâm vần kệ thứ tư Để đặt câu hỏi 4. Đi đâu vội thế Su Ba Hu Sao kéo chàng trai trẻ thế ư Có việc gì cần đây muốn biết Nói mau thành thật chớ trần trừ Nghe vậy cọp ngâm vần kệ thứ năm Năm Bạn quý gà gô của chúng ta Hôm nay tôi đoán hóa thành ma Chuyện xưa kẻ ấy làm tôi sợ Nghe được hung tin của bạn gà Sau đó sư tử ngâm vần kệ thứ sáu sáu chuyện xưa của kẻ ấy ra sao tội lỗi gì y thú nhận mau đã khiến cọp nghi ngờ đại họa xảy ra cho bạn quý ta nào để trả lời sư tử cọp chúa ngâm các vần kệ còn lại bảy trong nước kalinga nó bán rong đi đường lởm chởm gậy tay cầm ở cùng bọn đánh đu nhào lộn đánh bẫy bao xúc vật buộc chum nó cũng thường chơi trò xúc sắc lưới răng bắt sống lũ chim muông đánh nhau từng đám dùng đao trượng nó kiếm lời nhờ việc đếm đong 8. phản bội lời thề đánh nửa khuya bị thương nó chảy máu dầm dề bàn tay nó cháy vì gan góc. Chụp lấy thức ăn nóng vụng về. Nghe nó sống đời tồi tệ vậy. Đó là tội ác chất đầu kia. 9. Vì ta đều biết con bò chết. Giữa tóc người kia mấy sợi lông. Xuất hiện nên tôi đầy khủng khiếp. Lo gà gô bạn ắt vong thân. Sư tử chúa hỏi người kia thế anh đã giết gà gô thông thái rồi ư tâu chúa công vâng tôi đã giết chúa sư tử nghe y nói thật nên muốn thả cho y ra đi nhưng cọp chúa bảo tên gian ác này đáng chết và ngay tại chỗ cọp dùng răng xé y tan xác rồi cọp đào hố quăng thây vào đó khi các thanh niên bà la môn trở về không thấy gà khô họ than khóc và bỏ nơi ấy ra đi sau pháp thoại bậc đạo sư bảo như vậy này các tỷ kheo ngày xưa devadatta cũng đã lập mưu giết ta rồi ngài nhận diện tiền thân thời ấy vị khổ hạnh là devadatta con tắc kè là kisa gotami con cọp là Mogalana, sư tử là Sariputta, vị giáo sư lừng danh thế giới là Kassapa và gà gô thông thái chính là ta. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72 trên 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, quyền Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 3620 8438 website diệu pháp âm chấm net kênh youtube youtube com trên diệu pháp âm